Chào các bác, đây là cái hộp đồng hồ của bác Hà ở Kiên Giang, số điện thoại cuối là 890, được chưa em? Hà Kiên Giang. Trong cái hộp này nó khá là to. Ở đây chính là đồng hồ của bác ấy, cái thư của bác ấy. Bác từ trên em chia đi địa chỉ của khách nhé, bác thông cảm nhé, bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Gửi anh sửa cái đồng hồ bị liệt kim giờ. Liệt kim giờ em đã mang ra thợ ở khu vực em kiểm tra thì được báo bị bẻ nhông kim giờ, tức là hồi phút à hồi giờ không có nhông thay thế nên thợ đã độ chế lại. Em muốn thay thế linh kiện nhông của hãng, nhờ anh kiểm tra và thay thế lại máy em mới được lau dầu. Đây, đây là cái đồng hồ của bác, hiện tại em thấy vẫn đang chạy các bác, vẫn đang chạy. Đấy. Rồi bây giờ em sẽ tháo cái đồng hồ này ra để kiểm tra nhé, hiện tại vẫn đang chạy. Đấy, thì bác ấy bảo là nó chỉ bị hỏng cái hồi giờ và sẽ yêu cầu thay cái hồi giờ. Cái này yêu cầu của khách. Bác nào cần liên hệ thì em thì bác vào Zalo nhé, phía trên Zalo mới tìm kiếm ấy. Các bác đánh số điện thoại này vào là ra Zalo của em. Các bác nhắn tin giúp em thì các bác đừng gọi nhé. Khi nào rảnh em sẽ phản hồi này cho các bác. Con này của bác dễ làm thế mà. Đây. Bánh xe. Lau dầu. Hay bánh xe đúng không? Oi dầu này, bánh xe này. Và mùng 1 tháng 10 năm 2023. Hôm nay mùng 7, cái này mới sửa. Mới sửa các bác. Con này máy còn rất là đẹp đấy, máy này làm rất là dễ nhàn. Thì các bác thế. Cái dòng này dễ làm lắm. Đồ thay nó lại bình dân mà lại dễ kiếm. Đó. Rồi em sẽ tháo luôn kia. Quyết định để luôn cái phên này nhá. Em quyết định để luôn cái phên này. Không tháo cái căn này nữa. Không tháo cái căn này nữa, để nguyên cái căn. Vì nó liên quan đến mặt trên thôi. Nó không có liên quan đến phần máy. Đó. Thì em sẽ không tháo phần máy nhá. Rồi. Em tháo mỗi phần đó, tháo một phần này thôi. Đó, để có cái căn này này, mình cầm vào và nó chắc chắc tay. À, đây cái bản này, hình như là cái, à không phải, đó, màu đen của bác. Máy xịn này dùng rất là ok, rất thích nhé. Đó. Con này dòng này thì ít khi nó bị hỏng cái bánh xe hồi giờ lắm. Thì thưa các bác cái đó. Cái dòng này cực kỳ ít hỏng luôn. Đó, nhưng mà trường hợp này có thể là cái dòng này có thể là em chưa gặp thôi. Đó, có cái bẩn này, em vệ sinh luôn cho khách. Cái mặt số này. Đó. Cái bẩn đấy mình lau lau sạch đi cho khách. Lịch cái này ok nhé. Rồi sẽ tháo cái hồi giờ ra xem
Đấy, sẽ tháo cái khóa cái mặt số, hay gọi là khóa mặt số nhé. Đó. Đây, khóa mặt số này các bạn. Để anh em sử dụng cái tô bít to hơn thì các bạn. Tô bít kia hơi nhỏ. Đó. Rồi em sẽ tháo cái cậy ra nhé. Đó. Đây, cái căn của nó đây. Đó, căn lên mặt số này. Mặt số em để riêng ra. Đó, em không tháo là giữ cái căn này nó dễ, đúng không các bác? Rồi bây giờ em sẽ tháo cái phần lịch này ra. Lịch này dòng đời mới bây giờ đấy. Ừ. Không phải như dòng hồi xưa đâu. Đời hồi xưa đâu các bác. Nó cải tiến đi nha. Vẫn còn một con ốc nữa. Đây. Ốc chìm. Có 3 con ốc thì con ốc này khác hai con ốc kia. Chìm cho mình cẩn thận. Đó. Đấy, em zoom gần lại các bác nhìn nó dễ. Đó. Đây cái cá này để giữ lịch đấy các bác. Thì em thấy có cái vật thể lạ này em lấy ra luôn cho khách này. Đây này, các bác nhìn thấy đầu 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 của cái đấy này, nó có một cái bẩn bẩn này, đúng không? Đây này. Đấy, đây này. Đó, các bác nhìn xanh này, đấy. Mình lấy ra luôn cho khách. Đặc điểm của em này, cái này cũng bẩn đây các bác này. Đấy. Đó. Đấy, vào chỗ này. Mình nhìn thấy chỗ nào nó bẩn thì mình lấy ra cho khách. Mặc dù em không đeo găng tay đâu nhưng mà em đều rửa tay trước khi làm hết các bác nhé. Đó. Đó. Rồi, đây chính là cái phải thay này các bác này. Cái hồi của nó này. Hồi giờ. Đây hồi giờ đây. Nó đen thì xì các bác này. Đúng không? Đấy, như bác ấy nói này. Đó. Được chưa? Rồi em sẽ thay cái hồi này. Hồi giờ. Đấy, hồi phút thì không làm sao, nhìn qua rồi. Tiện đây em chấm luôn dầu cho khách. Để cho nó ok đi. Này mình cái tiện mình làm luôn cho khách mà các bác. Đây chính là hồi giờ mà cần phải thay đi các bác. À, như bác nói đúng đấy. À, cái bánh này nó bị hỏng rồi các bác. Đây này. Bác nhìn kỹ các bác thấy đúng không ạ? Nó bị hỏng chỗ này. Đúng không ạ? Đó. Ở phía dưới của nó đây bác này. À, người ta khắc phục này. Đúng không? Hỏng cái này. Đấy. Bây giờ phải thay cái bánh này thôi các bác. Đó. Đúng như người thợ kia nói. Đấy, nó hỏng cái bánh nha. Thay cái bánh này nó ok rồi các bác. Đó. Ừ. Để cho nó về nguyên bản của nó. Bánh này rất ít khi hỏng nhé. Không biết hiểu sao lại bị hỏng của cái bánh này em thấy hơi lạ. Nha. Yeah.
Đó. Rồi em chào các bác.